Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chuyên mục Những điều cần biết về audio do Audio Hà Nội TV thực hiện. Và như ở số phát sóng trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị khán giả về việc set up một chiếc đầu đĩa than hoàn chỉnh. Và trong video này, tiếp tục là một chủ đề liên quan đến đầu đĩa than, đó chính là phụ kiện đầu đĩa than. Và người đồng hành cùng với tôi trong chương trình ngày hôm nay chính là vị khách mời quen thuộc, anh Nguyễn Trọng Đạt, chuyên viên kỹ thuật thuộc Trung tâm Bảo hành của Audio Hà Nội. Vâng, thưa anh Đạt, giống như việc sử dụng một thiết bị nào đó thì phụ kiện sẽ có hỗ trợ rất nhiều đến việc đạt được hiệu suất cao nhất cho việc tái tạo âm thanh. Thì đối với đầu đĩa than cũng như vậy đúng không ạ? Dạ vâng. Thưa Linh, thưa quý vị khán giả, ở đây chúng ta có rất nhiều phụ kiện cho dành cho đầu đĩa than. Ra chơi đầu đĩa than ấy, đó là một cái cách chơi, cái thú chơi khá là cầu kỳ. Và hôm nay ấy, tôi chia sẻ với Linh với quý vị một số cái phụ kiện mà có thể không cần thiết ngay trong cái lúc mà lắp đặt, nhưng khi chơi và khi càng ngày cái tư liệu, cái kho đĩa than của mình nó đã tăng lên thì rất cần những cái phụ kiện này để bảo dưỡng, bảo trì hoặc là cho quý vị tận hưởng một cái âm thanh tuyệt vời hơn của đĩa than mang đến. Vâng, thưa anh, vậy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ mang đến những phụ kiện đầu đĩa than nào để giới thiệu đến quý vị khán giả? Vâng, hôm nay ở đây tôi có một số cái phụ kiện mà trước tiên là một cái phụ kiện mà để dành cho cái việc mà bảo trì bảo dưỡng cái đĩa than. Như quý vị biết, một cái đĩa than của chúng ta ấy là rất giá trị. Giá trị về cái nguồn âm thanh. Và mỗi một đĩa than, thưa Linh, thưa quý vị khán giả, rằng mỗi một đĩa than quý vị thấy từ cái bìa đĩa cho đến cái nội dung, nó như là một cái tôi phải nói rằng nó một như một cái tác phẩm nghệ thuật. Từ cái bìa rồi cho đến trong đĩa, thì khi quý vị cầm một cái đĩa trên tay ấy, quý vị sẽ nhận thấy cái điều tôi nói. Thế việc bảo quản nó, thứ nhất là quý vị cần phải bảo quản cái đĩa đấy ở trong một cái không gian. Thì cái không gian đấy tôi có thể chia sẻ với quý vị là cần một cái tủ đĩa, tủ để ta để. Và thường ấy, để đĩa là người ta không nên để đĩa nằm trên một mặt phẳng, tức là không để đĩa nằm phẳng xuống, mà người ta dựng đĩa như là ta dựng một cái cuốn sách vào trong cái giá sách. Tại sao như thế? Phải dựng thẳng, không dựng nghiêng, vì trọng lượng của đĩa khoảng 180g. Khi quý vị và Linh để ý rằng khi một cái đĩa mà được đặt nghiêng một góc thì trọng lượng của đĩa sẽ làm cong đĩa, sẽ làm cong đĩa đi. Cái điều đấy là điều rất tối kỵ, vì đĩa cong khi mâm quay thì cái đĩa nó sẽ nhấp nhô, nó lượn sóng này, và âm thanh áp lực của kim đặt lên trên, trọng lượng của kim đặt lên trên sẽ bị thay đổi. Và cứ mỗi lần lên xuống như thế thì sẽ tác động đến âm thanh. Cho nên chúng ta cần một cái tủ và phải bảo quản đúng cách như tôi vừa nói. Thứ hai, sau một cái khoảng thời gian sử dụng thì đĩa sẽ bị nhiễm từ. Cho nên chúng ta cần một cái dụng cụ là khử từ trên mặt đĩa. Thứ ba là trong quá trình sử dụng, lấy ra lấy vào mồ hôi của tay hoặc là bụi bám lên trên mặt đĩa thì chúng ta phải cần dùng một thứ. Đây là một cái bộ dụng cụ, một cái combo này bao gồm là cái này ấy, thì có dung dịch, khăn lau và chổi lau. Cái bộ dung dịch này ta dùng để kết hợp cùng với lại máy lau đĩa, hoặc là ta có thể để lên trên đầu đĩa than và ta cho nó quay ở một cái tốc độ như 33 vòng phút chẳng hạn. Sau đó thì chúng ta dùng cái lọ dung dịch này, chúng ta xịt đều lên trên mặt đĩa. Đấy, ở đây thì là chúng ta có thể xịt đều lên trên mặt đĩa. Và sẽ có một cái là cái chổi để chúng ta quét bụi bẩn đấy đi. Thì đây một bộ combo, có cái khăn để trước khi chúng ta đặt lên, chúng ta dùng khăn này để chúng ta lau sơ trước. Cái khăn này nếu quý vị dùng khăn thường thì dẫn đến xước mặt đĩa, yên tâm. Nếu quý vị dùng cái combo này
thì tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ rất hài lòng bởi vì nó sẽ không làm xước được mặt đĩa. Thì đây trên này còn có cả những cái dung dịch để tẩy rửa sâu vào trong cái rãnh của đĩa than. Thế thì ngoài cái combo này thì nó rất là đơn giản, ai cũng có thể là sở hữu được ngay. Thế còn cao cấp hơn thì quý vị có thể dùng máy rửa đĩa. Thì trên thị trường có rất nhiều máy rửa đĩa, ví dụ như của Clear Audio và một số hãng khác, thì quý vị có thể lần tìm được để mà chúng ta bảo quản cái nguồn tư liệu đấy. Và xin thưa với Linh và với lại quý vị khán giả, tôi xin nhắc lại, mỗi đĩa than nó là một tài sản rất quý của người chơi đĩa than, cho nên chúng ta phải giữ gìn từ kể cả là cái kim, không nên mòn làm chầy đĩa, xước đĩa. Và chúng ta phải bảo quản nó để cho luôn luôn sạch sẽ, để khi mà chúng ta nghe sẽ không có những âm thanh lạo xạo hoặc là những âm thanh mà do xước đĩa mang đến. Thì đấy là về cái phụ kiện để bảo quản đĩa là bắt buộc người đĩa than nên có. Thì tôi xin nhắc lại nhé, là phụ kiện đấy là dành cho việc bảo quản đĩa than, gồm có tủ đĩa, máy rửa đĩa, chổi lau đĩa, hoặc là một combo đơn giản nhất là combo. Đấy, thì đó là việc mà quý vị cần để mà bảo quản đĩa của mình. Thứ hai, sang đầu đĩa. Thì trong đầu đĩa đấy là quý vị có thể nâng cấp. Bởi vì như này, tại sao tôi nói nâng cấp, là mỗi một cái đầu đĩa than, phụ kiện đi kèm của họ ấy, đi kèm với lại đầu đĩa than sẽ có chặn đĩa hoặc không có chặn đĩa. Tại sao có chặn đĩa? Thì có một số hãng thì cái đầu đĩa than ấy là cấp độ trung bình, sẽ không có cái chặn đĩa đi kèm, hoặc là có chặn đĩa thì cũng rất là nhẹ. Thì cái chặn đĩa đấy để làm cho đĩa nằm im trên một cái mặt, tức là mâm của đĩa, không bị xô lệch trong quá trình quay, để cho âm thanh chuẩn nhất. Và cái chặn đĩa đấy còn có một cái tác dụng nữa, đó là gì? Là giữ êm cái mặt phẳng để cho kim đĩa than được đặt ở trên đấy ổn định. Thì đây có một cái chặn đĩa. Cái này thì chúng tôi là cũng nhập về thôi để phục vụ người chơi, nhưng mà có thể lúc đầu thì quý vị không thật sự là cần thiết ngay, nhưng khi sau một khoảng thời gian chơi thì quý vị có thể là cần dùng đến. Thì đây là một cái chặn đĩa của hãng Tocqueo. Thì ở đây có thể mời Linh có thể kiểm nghiệm, là hoàn toàn một cái khối, nó khá là nặng các bạn ạ, nó khoảng cỡ là 1,5 cân đến 2 cân. Thì cái này là được tiện CNC và được mạ vàng. Thế thì cái này thì là cũng là do Audio Hà Nội nhập khẩu và phân phối. Thì quý vị nào mà có cái nhu cầu ấy, nâng cấp cái chặn đĩa thì chúng ta có thể dùng cái này. Và như tôi vừa nói, cái trình bày công dụng của nó khá là cần thiết. Đấy. Thì đây là cái chặn đĩa. Thế ngoài ra, ngoài cái chặn đĩa thì xin thưa với lại Linh và quý vị, chúng ta còn có một cái phụ kiện nữa. Đấy là cái tấm lót. Cái tấm lót này đấy, thường là của những nhà sản xuất ấy, thì đi kèm theo đầu đĩa than thường là sẽ là một tấm nỉ hoặc là không có. Thì đây là một cái tấm bằng da dê. Cái tấm này có tác dụng ấy là khi đặt đĩa lên, là trong quá trình mà quay sẽ không bị sinh ra từ dư nhiễm lên trên mặt đĩa. Thứ hai nữa là cái mặt của nó, thì có thể xem cái mặt của nó ấy, là nó có một cái lớp rất là êm mịn để giữ cho đĩa là được ổn định trên cái mặt của mâm. Thì đây là một cái phụ kiện mà khá là quan trọng để mà cho cái âm thanh nó rất là tốt. Nhìn cảm giác thì rất là sần sùi, nhưng mà sờ vào thì rất là mịn. Rất là mịn, đúng rồi, chính xác. Vì đặt nó lên cái là cái đĩa nó sẽ được nằm rất là im ở trên cái tấm lót này. Cái phụ kiện này cũng do chính Tocqueo sản xuất đúng không? Dạ vâng, cái này là do Tocqueo sản xuất. Thì ngoài ra quý vị có thể là đây là cái tấm da dê. Đây là tấm bằng da dê.
Thế còn ngoài ra là quý vị có thể tìm một số cái phụ kiện nó cũng có chức năng như thế này nhưng của hãng khác. Nhưng mà đây tôi đang có sẵn thì là tôi giới thiệu với lại quý vị là cái phụ kiện cần chúng ta cần phải có. Thế ngoài cái tấm lót và tấm và cái chặn đĩa thì tôi xin giới thiệu tiếp với quý vị với Linh. Đố Linh biết đây là cái gì? Theo như những gì mà em tìm hiểu được về audio quét thì đây là chổi đĩa than. Chính xác, đây là cái chổi để làm sạch đĩa than. Và cái chổi này đấy là được làm bằng carbon, tức là bằng sợi carbon. Thì cái chổi này ấy, người ta dùng khi ta dùng là như thế này, là người ta đặt đĩa lên trên mâm đĩa than, lên trên mâm, và khi trước khi đặt kim vào, khi đang mà khởi động cho quay này thì người ta dùng nó để quét bụi. Tại sao là như thế này? Tức là khi quý vị và Linh đặt cái đĩa than đầu tiên vào trong lên trên mâm thì thường là bình thường là chúng ta đã bảo quản, nhưng cũng không thể tránh khỏi khi từ trong cái vỏ đĩa lấy ra có thể bụi, có những cái bụi thì chúng ta phải dùng nó để chúng ta quét trước, tránh cái việc mà những cái sợi tơ, sợi lông hoặc là bụi nó bám vào cái kim của đĩa than, làm mòn, làm cho cái giảm cái tuổi thọ của kim, đồng thời ấy, là nó có âm thanh lạo xạo rất khó chịu. Thì cái này có tác dụng như vậy. Và quý vị nên, mỗi người nên chơi ấy, thì nên có một cái, bởi vì nó cũng rẻ, theo tôi biết là nó rẻ chứ không đắt. Đấy. Thì cái này nó rất là thiết thực. Và mỗi lần ta dùng xong ấy thì chúng ta thấy như này, đây nó có một cái cựa là chúng ta gạt thì những bụi bẩn này sẽ rơi ra khỏi cái những sợi carbon này. Đấy. Và cái điều đặc biệt ấy là cái sợi carbon ấy là khi Linh và quý vị lau ấy là nó sẽ không có cái từ dư để mà sinh ra khi cái ma sát giữa chổi và một số chổi thì làm bằng nhung, hoặc là một số chổi khác ấy thì là bằng sợi ni lông. Vì thế là khi quét lên cái thì ngay lập tức là sẽ bị nhiễm từ lên trên mặt đĩa. Thì cái chổi này nó có cái hay như thế. Thì quý vị cũng có thể là dùng cái này để mà chúng ta làm cái phụ kiện mà cần thiết. Thưa anh, chúng ta vừa tìm hiểu về những phụ kiện để có thể hỗ trợ được bảo vệ được cái chất đĩa than ấy. Thì mình bên cạnh đó thì để nâng cấp được chất lượng âm thanh của đầu đĩa than thì mình cần đến những phụ kiện như thế nào ạ? Nếu quý vị muốn nâng cấp về cái chất lượng âm thanh thì có những phụ kiện ví dụ như là dây tín hiệu từ đầu đĩa than, từ cái tay am ra ấy, thì nó sẽ có mấy cái kiểu dây tín hiệu như này. Thứ nhất là dây dạng đin, tức là dạng 5 chân. Dạng thứ hai đó là dạng dây RCA. Thì ở đây ấy, là nó cũng chúng ta cũng cần cái dây mà nếu mà đi theo máy mà đã tốt rồi thì chắc chắn là không cần phải nâng cấp. Nhưng nếu như cần phải nâng cấp thì quý vị lựa chọn cái dây tín hiệu để nâng cấp. Nâng cấp dây tín hiệu thì đây chúng tôi cũng có hai cái sản phẩm của AudioQuest là dây DIN và dây RCA. Và có những sản phẩm nữa là mà tôi cũng không giới thiệu ở đây, nhưng tôi đang nói giới thiệu rằng là sẽ nâng cấp dây tín hiệu. Thì có những sợi dây tín hiệu có giá trị rất là về tài chính rất là lớn, hoàn toàn bằng bạc cũng có, kể cả là dây DIN lẫn dây RCA. Thì đấy là về phần phụ kiện là chúng ta có thể và cho chất lượng âm thanh chúng ta có thể dùng đến nâng cấp dây tín hiệu. Cái thứ hai nữa là quý vị nâng cấp cartridge, tức là kim đĩa than. Đây là một phụ kiện về cartridge. Thì có cartridge ấy là tùy theo quý vị yêu thích là thể loại âm nhạc gì, và để chúng ta có thể nâng cấp cái cartridge đấy. Đây trên tay tôi lấy ví dụ đây là cái cartridge của hãng Clear Audio, model là Cosetta. Kim này là kim MC. Thì ngoài cái việc mà nâng cấp cái cartridge thì chúng ta phải nâng cấp, có thể lựa chọn nâng cấp là cái phono box. Đây tôi chỉ lấy là ví dụ. Đây là một cái phono box thì nó cũng là một trong những phụ kiện để dành cho đầu đĩa than, và nó cũng là một gọi là phụ kiện nhưng mà thực chất là khi chơi đầu đĩa than thì nó là một cái thành phần không thể thiếu trong cái hệ thống. Thế ngoài cái việc mà nâng cấp dây tín hiệu, kim đĩa than và phono box thì có một cái việc nữa dành cho những người mà đam mê nhiều thể loại âm nhạc và
muốn thưởng thức cái chất âm của các loại kim khác nhau thì chúng ta có một cái phụ kiện, đó là tay amp. Có những người chơi audiophile mà tôi biết là trên một cái đầu đĩa than này người ta lắp 3 cần, tức là 3 tay amp với 3 cartridge khác nhau. Thì đây là một cái, đây tôi giới thiệu là một cái phụ kiện, là cái tay amp của hãng Zenco. Và trong này nó cũng có đầy đủ như tôi, những video trước tôi chia sẻ là nó có thước đo cân chỉnh và nó có bay để lắp đặt lên trên cái đầu đĩa than đấy. Thì chúng ta có thể là, quý vị chơi audio file chơi đĩa than ấy thì có thể dùng những cái cartridge khác. Thế thì ngoài ra ấy là khi mà quý vị hay Linh sử dụng đầu đĩa than thì trước khi đặt đĩa và đặt kim xuống mặt đĩa thì chúng ta kiểm tra kim xem có bị bụi bẩn ở trên đó không. Thì việc này nâng cấp tín hiệu ngay lập tức và không có cái gì là khó khăn và cũng không có gì là phức tạp. Đó là quý vị chỉ cần một cái rất nhỏ, đó là dung dịch để mà lau cái kim đĩa than thôi. Thì ngay lập tức là quý vị đã thấy và Linh đã thấy cái chất âm nó thay đổi. Tại sao thế? Bởi vì kim đĩa than mà bị bẩn thì cho cái chất lượng âm thanh nó lạo xạo, rất là khó chịu. Thì đây tại sao tôi giới thiệu cuối cùng. Cái này nâng cấp đơn giản, hiệu quả và bất cứ lúc nào cũng có thể nâng cấp được ngay. Thưa quý vị khán giả, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các phụ kiện cho đầu đĩa than. Cảm ơn anh Đạt đã giúp chúng tôi hiểu hơn về các phụ kiện dành cho đầu đĩa than. Thưa quý vị khán giả, cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại.